Xin chào các anh chị, hôm nay em làm video này để giới thiệu với các anh chị về mẫu màn mới nhất hiện nay, màn xếp thông minh, các ưu điểm của màn xếp thông minh và cách sử dụng màn xếp thông minh. Màn xếp thông minh là mẫu màn có rất nhiều ưu điểm. Thứ nhất là màn sử dụng rất dễ dàng, tiện lợi, ai cũng có thể sử dụng được. Thứ hai là đây là mẫu màn không cần khoan lắp, nhỏ gọn, có thể dễ dàng cất đi sau khi sử dụng, giúp không gian của phòng luôn rộng rãi và thoáng đãng. Thứ ba là màn rất cơ động, phù hợp với nhiều loại kích cỡ giường như giường đơn, giường đôi, giường tầng, nằm ở trên sàn hay là sử dụng ở nơi làm việc. Bây giờ thì em sẽ thao tác sử dụng màn để mọi người xem nhé. Thì một chiếc màn xếp thông minh khi mà giao đến tay khách hàng ấy, thì nó sẽ như thế này. Đây là màn bên em thì không cần phải lắp ghép giống như các loại màn khác, mình chỉ cần mở màn ra và sử dụng thôi. Bây giờ thì em sẽ thao tác cho mọi người xem này. Khi mà mình nhận màn xong, mình mở màn ra để hai chân của màn như thế này, để hai chân của màn ra hai bên, sau đó thì chỉ cần kéo màn ra. Khi ngồi trong màn cũng rất rộng rãi, thoải mái. Em cao 1m6, khi mà nằm xuống không gian ở trong màn rộng, có thể thoải mái, rất là rộng rãi, thoải mái. Gấp màn sau khi mà sử dụng màn xong thì có thể dễ dàng xếp hai chân màn lại. Đây là mẫu màn cải tiến khắc phục các nhiều điểm của màn tự bung. Màn tự bung thì không phải ai cũng có thể, ai cũng biết gấp mở, nhưng mà màn này thì ai cũng gấp mở được, rất là dễ dàng. Sau khi mình xếp màn xong, gấp màn mình có thể buộc lại dựng ở góc phòng hoặc là để màn dưới gối như thế này. Sử dụng rất dễ dàng, tiện lợi phải không các anh chị? Em xin cảm ơn ạ.